Hello các anh em, chào mừng đến với chúng mình. Không biết là mọi người 30 tháng 4 này, mùng 1 tháng 5 này, thêm 2 ngày nghỉ bù thì định plan đi đâu không biết. Mình thì mình định đi biển, thế nhưng mà nghe chừng thời tiết nó có vẻ nó không được ok cho lắm. Nghe có vẻ nó không hợp với không khí đi ra ngoài bãi biển. Nên chắc là ở nhà cho nó tiết kiệm. Trong video này của mình thì mình sẽ chia sẻ đến cho các anh em một bộ sưu tập đi. Một bộ sưu tập cơ bản gồm những cái mùi cơ bản, nhưng nó gồm có một số những tiêu chí có thể là đậm mùi độc này, mùi khá là độc, lạ, và làm sao mà càng tiết kiệm tiền thì càng tốt. Nó sẽ có một vài chai đắt tiền, thế nhưng mình sẽ dựa theo cái tiêu chí là cố gắng tiết kiệm tiền trong cái thời buổi xăng tăng như hiện tại, càng nhiều thì càng tốt. Đó, một bộ sưu tập gồm những cái mùi cơ bản cũng khá là độc, khá là lạ, và cố gắng tiết kiệm tiền cho các anh em. Đó thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Ok, và nếu như các bạn có lần đầu xem video của mình thì còn chần chờ gì nữa, hãy bấm like và subscribe để chúng ta gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với chủ đề của video ngày hôm nay: bộ sưu tập với tiêu chí khá là độc, khá là lạ và tiết kiệm tiền. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên đó là một sản phẩm đến từ thương hiệu Lalique và nó có tên là White. Đây là một chai nước hoa mà mình đã nhắc đã khá từ mấy năm trước rồi, và thỉnh thoảng mình lại lôi em nó lên để mà giới thiệu lại cho các anh em, bởi vì mặc dù mình đã nói khá khá rồi nhưng mà có vẻ như vẫn chưa được các anh em quan tâm đến một cách gọi là đúng với những cái điểm mạnh của mùi hương này. Với một sự kết hợp giữa gỗ tuyết tùng và me thì tôi nói thật với các anh em là chúng ta sẽ rất rất hiếm gặp những chai mà có sử dụng nốt hương này. Và ở chai nước hoa này thì nó kết hợp với gỗ tuyết tùng tạo nên một cái vị, một cái nốt mùi có thể gọi là khá là, nó không phải là biến chuyển mùi quá nhiều, nó không phải là quá là màu mè nhiều góc cạnh, mà đây là một mùi hương thuần, một cái mùi hương của tuyết tùng cộng thêm cái vị cái mùi hương của me. Thì nói thật là mình không biết phải diễn đạt để cho các anh em có thể hình dung được nó như thế nào. Thế nhưng mà đây là một mùi hương rất thích hợp sử dụng trong những không gian hẹp đó, những trong một phạm vi không gian hẹp, và chúng ta muốn một cái mùi hương nó vừa đủ đó, nó lịch sự, nó vừa đủ, nó vừa nhẹ nhàng vừa đủ, và nó không bị đụng hàng với bất kỳ một chai nước hoa nào, thì Lalique White là một cái mùi hương như thế. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm đến từ thương hiệu Rochas và nó có tên là Rochas Man. Đây là một mùi hương rất rất là thích hợp cho các anh em nào ưa thích cái mùi hương của cappuccino, bởi vì đây là một sản phẩm kết hợp giữa oải hương và mùi cappuccino rất 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 là thật đó, rất là thơm, rất là ngậy. Tuy nhiên thì có một điểm khá đáng tiếc của chai nước hoa này là cái hiệu năng mùi của nó khá là, nói chung là hơi bị hạn chế, cũng khá là đáng tiếc. Tuy nhiên nếu như chúng ta muốn tìm một cái mùi hương của cà phê sữa cappuccino, và nói chung là nó khá là linh hoạt đó, khá là linh hoạt nếu mà chúng ta sử dụng trong ví dụ đi chơi, đi cà phê, một cái mùi hương mà thơm ngậy, thì đây Rochas Man rất rất là thú vị đó. Chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm của nhà DZ và nó có tên là Only the Brave. Đây là một mùi hương không phải là xuất sắc, không phải là độc đáo, tuy nhiên nó mang những cái yếu tố của Chanel Eau de Homme Sport, của YSLY, EDP, có nghĩa là dễ ngửi, linh hoạt, dễ nhận được những lời khen và dễ sử dụng. Cái nữa đó là giá của nó thì có thể là thấp hơn so với Chanel, so với YEDP. Cho nên là mình nhắc lại, nếu như anh em nào mà chúng ta kiểu như là chúng ta không quan trọng cái việc bị đụng mùi đó, chúng ta chỉ cần một cái mùi hương rẻ hơn so với những cái chai của Chanel, của YSL, và chúng ta cảm thấy là dễ nhận được những lời khen, thì đây DZ Only the Brave là một cái mùi hương như thế. Ok, chai nước hoa thứ tư đó là một sản phẩm của cựu danh thủ David Beckham và nó có tên là The Essence. Khi mà mình ngửi chai nước hoa này mình đã khá là bất ngờ, bởi vì đây là một cái tông mùi hương mùa hè rất là độc đáo. À thôi, nói rất thì lại bảo là PR, khá là độc đáo. So với một cái mức giá mà chúng ta bỏ ra để sở hữu em nó thì mình đánh giá rằng đây là một chai nước hoa rất thích hợp sử dụng trong mùa hè. Do vậy nếu như mà anh em nào mà chúng ta
thấy là rằng là Nautica ok rồi, thôi không muốn thử nữa. Thì David Beckham The Essence, mình nghĩ rằng đây là một cái sự lựa chọn thú vị khi mà chúng ta xịt mùi hương mùa hè, và cái nữa giá của nó thì cũng khá là mềm đó. Anh em nếu có dịp thì nên thử. Chai nước hoa thứ 5 đó là 24 Nerori Elysi. Đây là một mùi hương của bạc hà mix cùng với một vài hương hoa. Mình cho rằng đây là một chai nước hoa nó một dạng như kiểu underrated hoặc là hidden gem, hoặc là một cái giống như kiểu là một viên ngọc thế nhưng mà chưa được nhiều người khai phá đến, chưa được nhiều người biết đến. Nó cần phải có một cái gì đấy để mà tỏa sáng rực rỡ, bởi vì đây là một chai nước hoa rất là thơm này, ít bị đụng hàng và rất là thú vị. Một sự kết hợp của bạc hà rất là khoái. Cá nhân mình thì mình vẫn thích sử dụng chai nước hoa này vào những ngày mát rời, mùa hè thì không phải là dành cho mình. Cho nên anh em nào nếu mà mua thì chúng ta nên cân nhắc rằng mình nghĩ rằng nó sẽ hợp với thời tiết mát lạnh, mát đến từ kiểu tiết trời xuân, thu và đông hơn là mùa hè. Còn về mùi hương, độc đáo độ mùi hương thì mình cho rằng chai nước hoa này rất rất là thú vị, rất đáng để chúng ta trải nghiệm. Đó, 24 Nerori Elysi. Chai nước hoa thứ 6 đó là một sản phẩm không có trên Fragrantica và nó có tên là Wulong Tea GB Loves. Nếu như chúng ta nghĩ rằng trà phải nhắc đến Nichen hay là Atelier hay là một số ví dụ như là của Bulgari cũng có một vài chai mùa trà cũng rất là thú vị đó, thì tất nhiên đấy đều là những cái chai mùi trà xuất sắc. Và thêm một sản phẩm nữa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em, đó là Oolong Tea của đây là một thương hiệu khá là lạ đối với mình, GB Loves. Một mùi hương khi mà chúng ta mở nắp ra chúng ta sẽ ngửi thấy một cái mùi trà ô long. Tuy nhiên khi mà chúng ta xịt thì nó mang lại khá là nhiều cái trải nghiệm mùi hương của mình. Bởi vì đôi khi mình cảm thấy nó lại giống như trà xanh, và đến cuối cùng thì một cái mùi hương của mang những cái nét, một số nét của Bulgari Palm Extreme, có nghĩa là trà đen. Nói chung đây là một chai nước hoa mang lại khá là nhiều cái trải nghiệm mùi hương đối với mình, và mình sẽ cần thêm thời gian để có thể hiểu được em nó hơn. Tuy nhiên đây là một chai mùi trà mà mình nghĩ rằng rất là đáng giá tiền để cho các anh em trải nghiệm. Đó, Oolong Tea của GB Loves. Đó, chai nước hoa thứ 7 8 chai nước hoa thứ 8 Halloween Man X. Nói rất là nhiều rồi, mùi hương thì các anh em chắc là nhiều người cũng đã biết đến chai nước hoa này rồi. Nốt cà phê, thêm một chút ngọt, rất là thú vị, rất đáng tiền để sở hữu em nó. Đó, chai nước hoa thứ 8. Chai nước hoa thứ 9 đó là Oud Nerori Bulgari. Một sản phẩm mà không được nhiều người biết đến, khá là đáng tiếc, bởi vì với một cái mùi hương này mình thấy rằng các anh em comment, cũng có một số các anh em comment là rất hay, được mọi người khen ngợi khi mà xịt chai nước hoa này để đi ra ngoài. Đó, một cái mùi hương của gỗ kết hợp cùng với hoa Nerori rất là thú vị, trái ngược với những cái style Nerori kết hợp cùng với xạ một cái gì đấy Shopee, rất là, nói chung là mình cảm thấy nó hơi nhàm. Hoặc là chai nước hoa này thì nó là giữa Nerori và tông gỗ, mình cũng khá là thích chai nước hoa này. Do vậy mà anh em hãy nên có, nếu mà có cơ hội thì cũng nên trải nghiệm đó, Oud Nerori. Ok, và cuối cùng một sản phẩm của nhà Guerlain, nó có tên là Must Noble. Đây là một mùi hương mà cá nhân mình chưa bao giờ ngửi ở bất kỳ một chai nước hoa nào, chưa bao giờ. Và nó khá là một cái gì đấy, nó thế nào nhỉ, rất là thích hợp cho những cái dịp mà các anh em cần một cái mùi hương để thể hiện cá tính của mình, với sự kết hợp của hồng và của xạ rất là nổi bật. Mình nghĩ rằng khi mà xịt chai nước hoa này chúng ta sẽ khá là nổi bật, chúng ta sẽ có một cái gì đấy nó điểm nhấn khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này.
Do vậy anh em nào mà thích, đang cần ví dụ một cái mùi hương của thể hiện cá tính của mình thì Guerlain Musk Noble nên thử anh em ạ. Chai này ngoài là rất là thú vị. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến cho các anh em 10 chai, coi như là một 10 chai đi, trong một cái bộ sưu tập gồm những cái mùi hương cơ bản với cái tiêu chí đó là tiết kiệm càng nhiều tiền thì càng tốt, càng ít bị đụng hàng thì càng tốt đó. Mình rất hy vọng các anh em thấy thích video này, hãy like và share để cho mọi người cảm thấy video có giá trị. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Ok, bye bye.